À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, bài 33, Những người quanh ta, tập đọc Người làm đồ chơi. Các con thân mến, trong bài 33, Những người quanh ta, các con sẽ được tìm hiểu bài tập đọc Người làm đồ chơi. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc các con nhé. Các con hãy quan sát lên màn hình. Cô có một bức tranh. Các con nhìn thấy trong tranh vẽ gì nào? À, ở trong tranh, chúng mình nhìn thấy hình ảnh một người làm đồ chơi bằng bột màu. Đồ chơi đó còn được gọi là tò he đấy. Bác nặn bằng bột màu hình con gà, con vịt, con công, ông bụt và nhiều hình khác nữa để bán rong trên các đường phố. Các con biết không, ngày trước có nhiều người làm nghề này. Họ đi đến đâu là trẻ con sẽ xúm lại đến đấy để xem đôi bàn tay khéo léo của họ tạo nên những con vật rất đẹp. Hiện nay, các con sẽ ít gặp những người làm nghề này hơn, kể cả ở vùng quê. Bài đọc Người làm đồ chơi sẽ giúp các con biết về một nghề lao động. Một người lao động kiếm sống bằng đôi bàn tay khéo léo nặn đồ chơi cho trẻ em. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Người làm đồ chơi và đọc thầm theo cô nhé. Người làm đồ chơi. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. Ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy trẻ con xúm lại. Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. Một hôm, bác Nhân bảo bác sắp về quê làm ruộng. Tôi suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Bác ở đây làm đồ chơi cho chúng cháu. Cháu sẽ rủ các bạn cùng mua. Bác cảm động ôm lấy tôi. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Tôi đập con lợn đất, đếm được hơn 10.000 đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Gặp tôi chiều hôm ấy, bác rất vui. Bác bảo, thì ra vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác. Bác còn bảo, về quê bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Trẻ ở nông thôn thích thứ này hơn trẻ thành phố. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Người làm đồ chơi của tác giả Xuân Quỳnh. Khi đọc bài tập đọc, các con cố gắng đọc trơn toàn truyện Người làm đồ chơi, phát âm đúng các từ ngữ và ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu nhé. Các con lưu ý, chúng mình sẽ đọc truyện với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm và phân biệt lời của các nhân vật nhé. Trong bài có từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Đó là từ ế hàng. Các con có biết ế hàng có nghĩa là gì không? À, cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn biết nghĩa của từ ế hàng đấy. Đúng rồi, ế hàng có nghĩa là không bán được hàng. Là một người bán hàng thì sẽ luôn luôn mong muốn mình bán được hàng, có nhiều khách mua, đúng không nào? Và chắc chắn sẽ không mong muốn mình ế hàng. Để hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Bác Nhân trong câu chuyện làm nghề gì? À, đúng rồi, bác Nhân trong câu chuyện
làm nghề nặn đồ chơi bằng bột màu, bán rong trên các vỉa hè đường phố. Theo các con, các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào? À, khi đọc bài tập đọc chúng ta thấy ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy trẻ con xúm lại. Như vậy chứng tỏ là có rất nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác, đúng không nào? Câu 2. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê? A. Vì bác không thích ở thành phố. B. Vì dạo này bác không bán được hàng. C. Vì bác không thích làm đồ chơi bằng bột. Để chọn được đáp án đúng thì các con hãy đọc lại đoạn 2 này nhé. Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện. Một hôm, bác Nhân bảo bác sắp về quê làm ruộng. Tôi suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Bác ở đây làm đồ chơi cho chúng cháu. Cháu sẽ rủ các bạn cùng mua. Bác cảm động ôm lấy tôi. Như vậy, sau khi đọc lại đoạn 2, các con đã biết vì sao bác Nhân định chuyển về quê chưa? À, đúng rồi, đáp án đúng của câu này là đáp án B. Bác Nhân định chuyển về quê vì dạo này bác không bán được hàng. Khi đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện thì trẻ con lại thích đồ chơi nhựa hơn, bởi vì đồ chơi nhựa bền hơn và hiện đại hơn. Chính vì thế nên bác Nhân bán được ít hàng và thậm chí là không bán được hàng. Nên bác Nhân định chuyển về quê. Câu 3. Khi biết bác Nhân định bỏ về quê, thái độ của bạn nhỏ thế nào? À, để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy xem lại đoạn 2 nhé. Đúng rồi, khi biết bác Nhân định bỏ về quê thì bạn nhỏ đã suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nói: Bác ở đây làm đồ chơi cho chúng cháu. Cháu sẽ rủ các bạn cùng mua. Như vậy, qua thái độ của bạn nhỏ, chúng mình thấy bạn nhỏ rất yêu quý bác Nhân, muốn bác Nhân ở lại, tiếp tục làm đồ chơi và bán đồ chơi cho các bạn. Câu 4. Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong ngày bán hàng cuối cùng? Để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc đoạn số 3 nhé. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Tôi đập con lợn đất, đếm được hơn 10.000 đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Gặp tôi chiều hôm ấy, bác rất vui. Bác bảo, thì ra vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác. Bác còn bảo, về quê bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Trẻ ở nông thôn thích thứ này hơn trẻ thành phố. Như vậy, sau khi đọc lại đoạn 3, thì các con thấy bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui trong ngày bán hàng cuối cùng? Đúng rồi, bạn nhỏ của chúng ta đã có một hành động vô cùng tốt đẹp, đó là bạn nhỏ đã đập con lợn đất, đếm được hơn 10.000 đồng. Bạn chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Như vậy, qua thái độ và hành động của bạn nhỏ trong câu chuyện, thì con nghĩ gì về bạn? Con thấy bạn là người như thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Qua câu chuyện, chúng mình thấy bạn nhỏ trong câu chuyện là một cậu bé rất tốt bụng, thương người. Bạn rất yêu quý bác hàng xóm, biết động viên, an ủi, chia sẻ nỗi buồn với bác và làm cho bác vui. Các con cũng hãy học tập những đức tính tốt đẹp này của bạn nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập các con nhé. Câu 1. Sử dụng các câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao, hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện.
Cô trò chúng mình vừa tìm hiểu nội dung câu chuyện Người làm đồ chơi. Chắc chắn các con đã nắm được nội dung câu chuyện rồi, phải không nào? Cô cũng đã hướng dẫn các con cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao ở những bài học trước. Hôm nay, cô sẽ nhắc lại kiến thức phần này để các con có thể sử dụng các câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện nhé. Thứ nhất, ở đâu là từ để hỏi về địa điểm, nơi chốn. Chính vì thế, trong câu trả lời phải có từ hoặc cụm từ chỉ địa điểm, nơi chốn. Từ để hỏi khi nào là từ để hỏi về thời gian. Chính vì thế, trong câu trả lời phải có từ hoặc cụm từ chỉ thời gian. Từ vì sao là từ để hỏi về lý do, nguyên nhân. Chính vì thế, câu trả lời phải nêu rõ được lý do, nguyên nhân. Lưu ý thứ hai, đó là các từ để hỏi ở đâu, khi nào, vì sao. Các con có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu sao cho phù hợp nhé. Bây giờ, các con hãy sử dụng các câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao để hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện nhé. Trong bài, bài tập có làm mẫu cho chúng ta. Hỏi, vì sao bạn nhỏ trong câu chuyện muốn bác nhân ở lại? Trả lời, bạn ấy muốn bác nhân ở lại vì quý mến bác. Bài học đã làm mẫu cho chúng ta đặt câu hỏi với từ vì sao. Vì sao bạn nhỏ trong câu chuyện muốn bác nhân ở lại? Và trong câu trả lời đã nêu rõ lý do, nguyên nhân. Đó là bạn ấy muốn bác nhân ở lại vì quý mến bác. Tương tự, các con sẽ đặt những câu tiếp theo nhé. Cô có thể đặt được những câu như sau. Bác nhân bán đồ chơi ở đâu? Đây là câu hỏi ở đâu, đúng không? Hỏi về địa điểm. Cho nên trong câu trả lời phải có từ chỉ địa điểm. Trả lời, bác nhân bán hàng đồ chơi ở vỉa hè đường phố. Đây là câu trả lời, và trong câu trả lời của cô đã có cụm từ chỉ địa điểm, đó là cụm từ ở vỉa hè đường phố. Câu hỏi tiếp theo, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác nhân dựng ở đâu? Trả lời, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác nhân dựng ở ngoài phố. Câu tiếp theo, câu hỏi, bạn nhỏ suýt khóc khi nào? Đây là câu hỏi được dùng với từ khi nào, đúng không? Từ khi nào là từ để hỏi về thời gian. Chính vì thế, trong câu trả lời phải có từ hoặc cụm từ chỉ thời gian. Trả lời, bạn nhỏ suýt khóc khi nghe bác nhân nói bác sắp về quê làm ruộng. Vậy, cụm từ chỉ thời gian ở đây đó là khi nghe bác nhân nói bác sắp về quê làm ruộng. Câu tiếp theo, vì sao hàng đồ chơi bằng bột của bác nhân bụng ế? Trả lời, vì đã có những đồ chơi mới bằng nhựa, trẻ em thích đồ chơi bằng nhựa hơn. Tiếp tục cô có thể đặt câu hỏi, vì sao bạn nhỏ nhờ các bạn mua hết đồ chơi của bác nhân? Trả lời, vì bạn muốn bác nhân vui. Như vậy, cô trò chúng mình vừa đã sử dụng các câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao để hỏi đáp về nội dung câu chuyện. Câu 2. Em hãy thay mấy bạn nhỏ trong câu chuyện nói lời chào tạm biệt và lời chúc bác nhân khi chia tay bác. Để nói lời chào tạm biệt và lời chúc bác nhân khi chia tay bác thì rất là đơn giản phải không nào? Chúng mình có thể nói câu như sau. Cháu chào bác ạ, cháu chúc bác may mắn. Đây là một lời chào và một lời chúc gửi đến bác nhân, đúng không nào?
Các con có thể đặt câu khác: cháu chúc bác về quê bán đắt hàng. Hoặc chúng cháu nhớ bác lắm. Hoặc một bạn khác có thể đặt câu: cháu chúc bác về quê mạnh khỏe, có nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. À, còn có rất nhiều cách đặt câu khác, nói lời chào tạm biệt và lời chúc, đúng không nào? Chúng ta nhớ khi nói lời chào tạm biệt và lời chúc thì chúng ta cần nói những câu lịch sự, rõ ràng và dễ hiểu các con nhé. Các con thân mến, cô trò chúng mình vừa tìm hiểu bài tập đọc Người làm đồ chơi. Qua bài học, các con đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Đó là sự cảm thông đáng quý, cách an ủi tế nhị của một bạn nhỏ với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi, rất yêu nghề, yêu trẻ nhỏ. Qua câu chuyện, các con cũng học được ở bạn nhỏ tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng người lao động. Cô cũng đã hướng dẫn các con cách sử dụng các câu hỏi ở đâu, khi nào, vì sao để hỏi đáp về nội dung câu chuyện. Các con cũng đã biết được nói lời tạm biệt và lời chúc. Về nhà, các con hãy luyện đọc bài tập đọc Người làm đồ chơi cho người thân cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.